Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận giải tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 2 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu. Đặc biệt, trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Thứ nhất, tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày 26 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc
liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan rất nhạy nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Tuổi Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng người khác. Tử vi tháng 2 năm 2021 cho thấy rằng tuổi Giáp Thìn có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính và sức khỏe của bạn. Trong sự nghiệp với những người tự làm chủ, bạn sẽ chịu nhiều áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Hơn nữa, mặt tình cảm cũng vậy, dù bạn có nhiều cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu mình đề ra, nhưng đường nhân duyên không tốt, các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt, khôn khéo nên dễ làm mất lòng đối phương, chuyện đã khó càng thêm khó. Bạn càng dành nhiều thời gian cho công việc thì có thể càng mất cân bằng cuộc sống. Không những vậy, do quá kỳ vọng nhiều vào bản thân, những chú rồng không chấp nhận thất bại mà quyết phải làm bằng được. Đường tình duyên của bản mệnh vì thế mà cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Người ấy cảm thấy chán nản, cô đơn khi bạn chẳng còn thời gian quan tâm chăm sóc gia đình. Tân âm kim gặp thìn dương thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề thì cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người xung quanh mình. Để may mắn, thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba là sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Trong tháng 2 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc thì lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Hơn nữa, bạn không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bạn nên hết sức thận trọng cho dù bạn có làm gì. Hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Giáp Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ tư là tài lộc của tuổi Giáp Thìn. Tử vi cho thấy rằng tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch này. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương thì cần cẩn thận với công việc mình đang phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ năm là tình cảm và gia đạo của tuổi Giáp Thìn. Trong tháng 2 âm lịch, cảm xúc của tuổi Giáp Thìn lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Bên cạnh đó, trong tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch đi xa. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên trong nhà. Để may mắn hơn những trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân tí thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Giáp Thìn. Đối với các gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần đảm bảo mình ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Thìn cần mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc tài được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, Bảo Hân đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng Phong Thủy Lộc Tài. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.